Nghe những lời tiên đoán này, châu Âu sẽ không phải sợ bà Vanga. Nổi tiếng là nhà tiên tri có đôi mắt nhìn thấu tương lai, nhưng bà Vanga cũng không tránh được những lúc tiên đoán xoay hay chỉ đúng một nửa. Những tiên đoán cách tương lai hàng chục năm nhưng chính xác đến không ngờ sau khi được kiểm chứng, nhà tiên tri mù Baba Vanga khiến thế giới ai nấy đều kinh ngạc thán phục. Baba Vanga là nhà tiên tri nổi tiếng nhất của thế kỷ 20 và đã để lại rất nhiều thông tin với những khía cạnh huyền bí đa dạng. Bà sinh ngày 31 tháng 1 năm 1911 trong một gia đình tiểu nông thuộc thành phố Istrimis, Bulgaria và đã từ giã cõi đời này vào ngày 11 tháng 8 năm 1996 tại một bệnh viện ở thủ đô Sofia và khả năng đặc biệt của Vanga bắt đầu xuất hiện ít năm sau một trận cuồng phong bất ngờ cuốn theo cát bụi. Hậu quả là bà phải chịu cảnh mù lòa kể từ năm mới lên 12 tuổi khả năng này của bà thực sự đạt đến độ chín vào năm bà 30 tuổi. Bà từng nói, những thứ tưởng như rất đáng sợ và nguy hiểm lại không đáng sợ. Những thứ mà sự nguy hiểm và đáng sợ của nó không thể hiện ra bên ngoài mới đáng sợ. Nó có thể gây ra một điều gì đó nghiêm trọng, làm xáo trộn cuộc sống chúng ta. Người phụ nữ sống tại ngôi làng hẻo lánh ở Bulgaria từng tiên đoán đúng các sự kiện lớn của thế giới như thảm kịch chìm tàu ngầm cruise của Nga năm 2000, sự kiện Mỹ bị khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, hay thảm họa kép động đất sóng thần và dò dỉ chất phóng xạ xảy ra tại Nhật Bản. Bà cũng tiên đoán đúng về cái chết của một số nhân vật nổi tiếng của Thế chiến thứ hai như Stalin hay chủng phát xít Adolf Hitler. Dù được biết đến là nhà tiên tri có đôi mắt nhìn thấu tương lai, và 80% lời tiên đoán của bà được đánh giá là chính xác nhưng không phải lúc nào bà cũng dự đoán đúng hoàn toàn. Nhưng không phải lúc nào bà cũng dự đoán đúng hoàn toàn. Đôi khi Baba Vanga vẫn đưa ra những tiên đoán sai hay chỉ đúng một nửa những tiên đoán không hoàn toàn đúng của bà Baba Vanga. Tiên đoán về World Cup 1994. Lần đầu tiên nhà tiên tri Vanga dự đoán về thể thao cũng là lần bà dự đoán sai. Bà đã từng khẳng định hai đội bóng thi đấu chung kết của World Cup 1994 sẽ có tên bắt đầu bằng chữ B khi Brazil giành quyền vào chung kết, rất nhiều người đã nhớ tới lời tiên tri trước đó của bà Vanga. Họ hồi hộp theo dõi trận bán kết giữa Bulgaria và Italia để kiểm chứng lời nói của Vanga. Và khi Bulgaria thất bại, đó cũng là lúc bà dự đoán sai. Chiến tranh thế giới thứ ba năm 2010 Năm 1978, bà Vanga từng tiên đoán sẽ có chiến tranh thế giới thứ ba. Cuộc chiến này bắt đầu vào tháng 11 năm 2010 và kết thúc vào tháng 10 năm 2014. Bà Vanga cho rằng xung đột vũ trang tại Nam Ossetia và thế giới Hồi giáo, các vụ mưu sát lãnh đạo và các nguyên thủ quốc gia sẽ là nguyên cớ cho một cuộc chiến tranh thế giới bùng nổ vào năm 2010. Khởi nguồn từ trận chiến thông thường, sau đó sẽ là chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hóa học, để rồi thảm họa chiến tranh trên phạm vi toàn cầu, dẫn đến sự diệt vong của loài người và toàn bộ sự sống trên trái đất vào tháng 10 năm 2014. Cho đến nay, chúng ta hoàn toàn có thể tự kiểm chứng lời tiên đoán này của bà. Rất may, mọi việc không đúng như những gì bà nói. Xu hướng hòa bình vẫn đóng vai trò chủ đạo trong quan hệ quốc tế hiện tại và không thấy bóng dáng của cuộc chiến tranh thế giới thứ ba nào xuất hiện. Đại dịch thế giới năm 2014, nhà tiên tri Vanga từng tiên đoán năm 2014 phần lớn loài người sẽ bị mắc chứng bệnh mưng mủ, ung thư da và các loại bệnh khác về da do hậu quả của chiến tranh hóa học. Hiện tại, dịch bệnh Ebola đang hoành hành ở khắp châu Phi, châu Âu, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Nhiều người lo sợ rằng lời tiên tri của bà lão mù Vanga đang ứng nghiệm. Đúng, thật sự dịch Ebola gây nên các triệu chứng về da rất khủng khiếp. Thế nhưng, nguyên nhân của loại bệnh này không phải như những gì Vanga tiên đoán. Đó là dịch bệnh từ virus Ebola, không phải bắt nguồn từ chiến tranh hóa học. Những dự đoán khác khó có khả năng trở thành hiện thực của bà bà Vanga. Mặc dù có những dự đoán xa đến năm 3797, nhưng tính đến khoảng thời gian tương lai gần, những dự đoán dưới đây của bà Văn Ga có thể không trở thành hiện thực. 1. Con người sẽ tìm ra phương pháp chữa căn bệnh thế kỷ HIVS và ung thư bằng loại thuốc sáng chế từ sắt. 2. Năm 2016, chỉ một năm nữa thôi, châu Âu gần như không có người sinh sống. Khoảng 9 năm sau, sẽ xuất hiện một bộ phận nhỏ di cư đến lúc địa già. 3. Năm 2020, hệ thống tàu sẽ được vận hành bằng năng lượng mặt trời, việc khai thác dầu thô sẽ ngừng hoàn toàn, trái đất sẽ được yên ổn khỏi bàn tay con người. 4. Giai đoạn 2033 đến 2045, người Hồi giáo sẽ cai trị châu Âu hoàn toàn. 5. Năm, năm 1960, bà Ga dự đoán, vào năm 2018 đến 2020, các nhà khoa học sẽ khởi động dự án chế tạo năng lượng nhiệt hạch Heliba từ vũ trụ. 6. Năm 2050, con người sẽ được du lịch sang thế giới khác với tốc độ nhanh hơn tốc độ ánh sáng gấp 10 lần. 7. Khoảng 200 năm nữa, con người sẽ liên lạc qua tâm trí với những người ở hành tinh khác. Tạm kết. Đến nay, cuộc đời và khả năng tiên tri của bà lão mù vẫn là một bí ẩn đối với nhân loại. Các nhà khoa học Nga vẫn tiếp tục nghiên cứu cuộc đời và những khả năng kỳ tài của bà. Sở dĩ người ta quan tâm tới những tiên tri của bà là do tình hình thế giới ngày càng bất ổn, chiến tranh dầu mỏ, hạt nhân, vũ khí sinh học, khủng bố. Tuy nhiên, có một thực tế là lời tiên tri của Vanga chỉ được nhắc lại bởi những người giúp việc trong nhà, còn bà không hề viết hay ghi chép lời tiên tri nào của mình vào sách vở hay nhật ký. Do đó, không ít trong số các lời tiên tri được gắn mác Vanga là lời đồn đoán vô căn cứ. Vì vậy, thay vì hoang mang và lo sợ, chúng ta hãy tiếp tục sống vui vẻ và tích cực hướng về tương lai huyền bí tv kênh thông tin chọn lọc về khoa học huyền bí tiên tri phù thủy chấn yểm lời nguyền hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào